Ô tô đâm gãy cột cứu hỏa, dù đường thông thoáng, làm nước tràn lênh láng rồi bỏ chạy. Một tài khoản nước ngoài vừa lan truyền đoạn video do camera an ninh trước cửa nhà ghi lại được, người này cho biết bản thân đã rất sốc khi vừa mở cửa là đã chứng kiến cảnh con đường trước mắt ngập nước, lực lượng cứu hỏa đang ướt nhẹp xử lý hiện trường và đối tượng gây ra cảnh tượng tràn nước lênh láng là một tài xế ô tô. Có thể thấy thông qua đoạn video, dù trời sáng, trên đường cũng không có bất kỳ chướng ngại nào, nhưng tài xế ô tô đỏ vẫn lạc đường, lao lên vỉa hè rồi đâm gãy cột nước cứu hỏa. Cú tông khiến cho cột cứu hỏa bật gãy ngay lập tức và sau đó nước từ dưới lòng đất phúng lên, mãi cho đến khi mặt đường đầy nước, lính cứu hỏa kiểm tra định vị, thấy một vị trí cột cứu hỏa có vấn đề thì lập tức huy động lực lượng đến hiện trường. Được biết, phải mất khá nhiều thời gian, đội lính cứu hỏa mới trả lại con đường bình yên cho người dân và cơ quan chức năng cũng phát thông báo truy tìm tài xế xe gây thiệt hại tài sản chung rồi bỏ trốn. Cần Thơ bắt nhân viên tham ô gần 1 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thanh Tịnh về tội tham ô tài sản. Cùng ngày, công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can. Các quyết định được thi hành sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp về chuẩn. Theo kết quả điều tra ban đầu, tình là nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Anh ở quận Cái Trăng, thành phố Cần Thơ. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, tình đã thực hiện hành vi thu tiền và chiếm đoạt tiền hàng trị giá hơn 973 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ cảnh sát giao thông dùng chân đạp xe người vi phạm ở thành phố Hồ Chí Minh hành động quá phản cảm. Sau 10 ngày xảy ra vụ một cán bộ đội cảnh sát giao thông bàn cờ thuộc phòng BC08 đạp đổ xe người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh trên đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người tại khu vực xảy ra vụ việc vẫn nhớ như in khoảnh khắc này. Bà Hân, 58 tuổi, bán nước trước nhà hát Hòa Bình cho biết, Nam thanh niên trong lúc lao xe từ vỉa hè xuống lề đường, chạy trốn cảnh sát giao thông, suýt tông vào tủ bán nước của bà. Anh này cố bỏ chạy bằng mọi cách, còn cảnh sát giao thông cố bắt bằng được. Tôi thấy tình huống này quá nguy hiểm, không chỉ nguy hiểm cho hai người trong cuộc mà cả những người đi đường xung quanh. Một cán bộ công an thành phố Thủ Đức nhận định, hành động bắt người vi phạm của cán bộ đội cảnh sát giao thông bàn cờ là không đúng quy định. Thông qua hệ thống dữ liệu, cảnh sát giao thông trích xuất thông tin để nắm thông tin người vi phạm. Nếu nam thanh niên trong vụ việc bị tai nạn hoặc gây tai nạn cho người khác, cán bộ cảnh sát giao thông sẽ chịu trách nhiệm, chưa nói đến việc hành động như vậy là quá phản cảm. Cán bộ công an thành phố Thủ Đức chia sẻ, trong ngành công an nhân dân không cho phép cán bộ hành động như vậy. Trường hợp này, nam tài xế được xác định là vi phạm hành chính, chưa có bằng chứng nào chứng minh anh ta phạm tội đối với người vi phạm hành chính có nhiều cách xử lý có thể truy đuổi hoặc ghi nhận hình ảnh người vi phạm biển số xe màu sơn để trích xuất dữ liệu xử lý cảnh sát giao thông truy đuổi cần có mức độ nếu cảm thấy nguy hiểm cho người vi phạm hoặc người dân xung quanh cảnh sát giao thông phải nên dừng ngay để đảm bảo an toàn cảnh sát giao thông không nên cố truy đuổi như vậy nếu là tội phạm nguy hiểm hoặc bắt quả tang mới truy đuổi tới cùng hành động dùng chân đạp đổ xe người vi phạm để bắt là sai rồi cán bộ công an thành phố Thủ Đức nhận định. Dân mạng tranh cãi khi càng ngày hình thức khoe thân bán hàng càng nhan nhản. Ngày nay, hình ảnh các cô nàng hot girl ăn mặc gợi cảm, thậm chí là có phần hơi hướng khoe thân và đứng bán hàng không còn là điều gì quá xa lạ. Thậm chí, điều này còn trở thành một trò lưu và ngày càng có nhiều người học hỏi. Thế nhưng, chiêu trò có thể xem là cũng có phần tự marketing này, cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Theo nhiều người, việc các cô nàng này hở bạo khiến người khác đến với hàng quán của mình chỉ vì thân thể của chủ quán, không hoàn toàn vì chất lượng sản phẩm. Ấy là chưa kể, có không ít trường hợp là quá phản cảm khiến dân tình bất bình. Ngoài ra, các hàng quán thì chắc chắn phải được bày bán ở nơi công cộng, đông người qua lại và trong đó chắc chắn có những khách hàng đang là trẻ em. Những hành động khoe thân này khi đó lại hoàn toàn không phù hợp chút nào nếu để trẻ vị thành niên vô tình nhìn thấy. Đặc biệt, chính là các cô gái khoe thân bán đồ ăn, một loại sản phẩm mà chắc chắn không thể cấm hay ngăn trẻ em tiếp cận. Mặc dù vậy, vẫn có không ít ý kiến bênh vực các trường hợp tự marketing này. Tuy nhiên, những dẫn chứng đưa ra có phần không phù hợp khi cho rằng nhiều thương hiệu trên thế giới cũng thực hiện cách tương tự. Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự tranh cãi gay gắt. Hai bạn nhậu nghi liên quan chủ khu nhà trọ tử vong bất thường Chiều ngày 15 tháng 12, Công an thành phố Thủ Đức vẫn đang lấy lời khai những người liên quan vụ chỗ một khu nhà trọ tử vong bất thường trên vỉa hè. Theo thông tin thu thập bước đầu, đêm 14 tháng 12, anh Lê Ngọc Tâm, 34 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, chủ khu nhà trọ tại địa bàn phường Tam Phú cùng nhóm bạn đi nhậu tại khu vực thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Chánh. Sau khi nhậu xong, cả nhóm trên đường về nhà thì một số người chứng kiến bạn nhậu anh Tâm có rượt đuổi nhau với anh Tâm trên đường. Sau đó, nhóm bạn có khiên và kéo anh Tâm đến vỉa hè trên đường cây keo trước khu nhà trọ anh Tâm và để anh nằm tại đây. Vụ việc sau đó được người nhà và người dân phát hiện đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh Tâm đã không qua khỏi. Theo người dân, thời điểm phát hiện vụ việc, hiện trường có một số dấu vết bất thường, xung quanh có một số gạch đá và đôi dép màu đen. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an sau đó đã mời hai người rượt đuổi anh Tâm đến làm việc. Bước đầu, hai người này không thừa nhận gây ra án mạng đối với anh Tâm mà chỉ cho biết có đùa giỡn và trượt đuổi anh Tâm trên đường. Tuy nhiên, công an vẫn đang tích cực điều tra mở rộng, làm rõ vụ việc. Hơn 500 đầu máy toa xe sắp bị xếp vào kho của đường sắt Việt Nam được giải cứu. Ngày 14 tháng 12, Chính phủ ban hành Nghị định số 91 về lộ trình thực hiện niên hạn sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt. Theo đó, các phương tiện hết niên hạn sử dụng được phép hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc kéo dài niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt nhằm hỗ trợ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp vận tải đường sắt trong điều kiện khó khăn không có nguồn vốn đầu tư, tận dụng các phương tiện giao thông đường sắt sắp hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, điều kiện khai thác an toàn cần có giải pháp tháo gỡ theo hướng kéo dài niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt. Ngành đường sắt hiện có 60 đầu máy, hơn 500 toa xe sắp hết niên hạn trong năm 2023. Theo lãnh đạo VNR, việc đầu tư mua sắm mới sẽ gây áp lực về tài chính cho do doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện nay, chi phí mất khoảng 8.000 tỷ đồng. Như vậy, khi nghị định số 91 được áp dụng, 38 đầu máy, 74 toa xe khách, 391 toa xe hàng sắp hết niên hạn sẽ tiếp tục được sử dụng. bị ghen tuông vô cớ chém vợ hờ bất tỉnh rồi bỏ đi. Sáng ngày 15 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tạ Văn Úc, 46 tuổi, Tân Thạnh, về tội giết người. Theo cáo trạng, út làm nghề nông, có vợ và ba con đã ly hôn, quen và sống với nhau như vợ chồng với chị Phạm Thị Dúng, 42 tuổi, Cần Đước, Long An. Chiều ngày 8 tháng 1, út chạy xe máy đón chị Dúng về nhà mình để chuẩn bị đi hỏi vợ cho con trai. Tại đây Út và chị Dũng xảy ra mâu thuẫn khi chị Dúng cho rằng Út gọi điện thoại cho người phụ nữ khác nên ghen tuông. Út giải thích và nói mình chỉ gọi điện thoại cho con trai, sau đó cả hai tiếp tục cự cãi. Bực tức Út dùng tay đánh chị Dũng nhiều cái, sau đó tiếp tục lôi vợ hờ vào nhà vệ sinh. Út cầm lấy con dao để trên sàn bếp, vừa nắm tóc vừa chém nhiều cái vào người chị Dũng. Thấy nạn nhân dùng tay đỡ chảy máu nhiều, Út vứt con dao tiếp tục dùng tay đánh liên tục vào đầu, mặt đến khi nạn nhân ngất xỉu rồi bỏ mặt trời đi. Khoảng 10 phút sau, chị Dũng tỉnh dậy bò ra ngoài kêu cứu và được người dân đưa đến bệnh viện. Theo giám định, nạn nhân bị thương tích 26%. Còn Úc gây án xong thì đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến cuối tháng 2 thì đến cơ quan công an tự thú. Sau vụ việc, con gái của bị cáo đã chủ động bồi thường cho bị hại 60 triệu đồng. Tại tòa, Úc cho biết chỉ vì tức giận do người vợ hờ ghen tuông vô cớ mới gây ra vụ việc, xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại 40 triệu đồng. Người phụ nữ khai sát hại con trai 1 tuổi vì giận chồng. Ngày 15 tháng 12, công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ Nguyễn Thị Phúc, sinh năm 1989, quê bến Tre để điều tra về hành vi giết người. Làm việc với cơ quan công an, nghi phạm khai sống chung với chồng và hai con ở nhà trọ nằm trên địa bàn phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vì buồn chuyện gia đình, trước đó có cãi nhau với chồng. Trong lúc tức giận, Phúc đã nảy sinh ý định sẽ giết chết con rồi chết cùng con. Rạng sáng 12 tháng 12, Phúc thức dậy dùng gối đè lên mặt đứa con trai 1 tuổi đang ngủ cùng mình. Khi con không còn cờ quậy, Phúc cắt cổ tay để tự tử. Nghe tiếng động, chồng Phúc ngủ phòng riêng ra xem thì phát hiện sự việc nên đã hô hoáng và nhờ người xung quanh gọi xe đưa vợ con đi cấp cứu. Tuy nhiên bé trai đã tử vong còn Phúc chỉ bị thương nhẹ và ra viện sau đó. Trước đó, sáng 12 tháng 12, Công an thành phố Thuận An tiếp nhận tin báo về việc bé trai 1 tuổi nghi bị mẹ sát hại nên đến hiện trường xác minh điều tra. Cơ quan Công an đã lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, đồng thời cử lực lượng giám sát nghi can trong thời gian điều trị vết thương tại bệnh viện. Người thân của bà Trương Mỹ Lan nộp khắc phục hơn 1.000 tỷ đồng. Như đã đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 86 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quá trình điều tra, truy tố, trừ bà Trương Mỹ Lan và 5 bị can bị truy tố vắng mặt. 80 bị can còn lại trong vụ án đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã điều tra, thu thập trong hồ sơ vụ án. Một số bị can đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra, làm rõ bản chất của vụ án. Một số bị can khác đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra. Cụ thể, cháu gái bà Trương Mỹ Lan là bị can Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor đã khắc phục hơn 1.063 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ. Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Thời đại Times Square đã khắc phục 1 tỷ đồng. Ông Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tường Việt, sau khi khởi tố vụ án đã trả cho SCB hơn 813 tỷ đồng, xin được nộp lại 2.204,565 tỷ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bị can đã nộp khắc phục hơn 52 tỷ đồng. Cao Trạng cho rằng, một số bị can còn có tình tiết giảm nhẹ vì có thành tích xuất sắc trong công tác. đề xuất chế độ biện pháp cảnh vệ với Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội. Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Theo đó, trong dự luật, Bộ Công an đề xuất chế độ cảnh vệ đối với người giữ chức vụ, chức danh cao cấp của đảng, nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cụ thể đối với tổng bí thư chủ tịch nước chủ tịch quốc hội thủ tướng được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận bảo vệ nơi ở bảo vệ nơi làm việc bảo vệ địa điểm hoạt động bảo đảm an ninh an toàn về đồ dùng vật phẩm thức ăn nước uống phương tiện đi lại khi công tác bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường đi bằng tàu hỏa được bố trí toa riêng đi bằng máy bay được sử dụng chuyên khoan hoặc chuyên cơ đi bằng tàu thủy được sử dụng tàu riêng có phương tiện dẫn đường hộ tống bảo vệ đối với nguyên tổng bí thư nguyên chủ tịch nước nguyên chủ tịch quốc hội nguyên thủ tướng được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận bảo vệ nơi ở đối với thường trực ban bí thư ủy viên bộ chính trị được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận được bảo vệ nơi ở bảo vệ nơi làm việc khi đi công tác trong nước bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết Đối với bí thư Trung ương Đảng, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chánh tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, phó chủ tịch nước, phó chủ tịch Quốc hội, phó thủ tướng được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận, khi đi công tác trong nước bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết. Trường hợp một người hưởng nhiều chế độ cảnh vệ khác nhau thì người đó được hưởng chế độ cảnh vệ ở mức cao nhất. Công ty dược liệu mất hút hơn 100 hộ dân vùng trồng xả lao đao. Những ngày qua, hơn 100 hộ dân ở hai xã Kỳ Tây và Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh như ngồi trên đống lửa vì cây xả đã quá kỳ thu hoạch, nhưng doanh nghiệp liên kết không xuất hiện thu mua. Theo người dân phản ánh, cuối năm 2022, họ ký kết hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cây xả chanh làm nguyên liệu với công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Trương Dương, đóng tại tỉnh Thanh Hóa. Theo cam kết giữa hai bên, người dân mua cây xả giống về trồng, đến kỳ thu hoạch, công ty sẽ thu mua sản phẩm. Từ tháng 3, các hộ dân bắt đầu trồng xả. 6 tháng sau, cây xả đến kỳ thu hoạch, nhưng phía công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu Trương Dương không về thu mua sản phẩm cho bà con theo như cam kết ban đầu. Đến nay, cây xả đã qua vụ thu hoạch 3 tháng, quá chu kỳ phát triển nên bắt đầu chết dần, năng suất giảm. Bà Trần Thị Khoát, 71 tuổi, chú thôn Trung Xuân, xã Kỳ Tây cho biết, gia đình đã đầu tư 2,6 triệu đồng tiền giống, phân bón và trồng xả trên diện tích 2 xào, khoảng 1.000 m2. Mỗi hộ chúng tôi bỏ ra 2-3 triệu đồng mua cây giống, phân bón. Cây xả phát triển tốt nhưng đã quá kỳ thu hoạch. Doanh nghiệp không về thu mua. Nếu không bán được, bà con chúng tôi sẽ thiệt hại về vốn và công sức chăm sóc trong suốt nhiều tháng qua. Bà khoát bức xúc để tìm cách hỗ trợ người dân ủy ban nhân dân xã kỳ tây đang liên hệ với một đơn vị chế biến dược liệu ở thành phố hà tĩnh nhờ mua xả giúp bà con nông dân thu hồi vốn tuy nhiên đơn vị này chỉ mua với số lượng không đáng kể theo các hộ dân thời gian này thời tiết thất thường và hay có mưa nếu không bán được kịp thời cây xả sẽ lụi tàn chết dần và buộc phải cắt bỏ bản tin xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày